Hello, chào anh em nha. Rồi đây là câu lạc bộ pizza ở Tân Bình nha anh em. Đây là câu lạc bộ pizza Tân Bình nha anh em. Đây, mấy anh em làm từ sáng tới giờ nha. Đây, câu lạc bộ pizza nói chung là khoảng một tuần nữa mới khai trương, nhưng mà hôm nay anh em mới vừa lấy ngày năm ra bên mình, phải vừa cho đủ thôi, vừa tranh thủ vừa lót thảm với lại vừa lên đèn, vừa nói chung là vừa làm gỗ với lại vừa làm bàn luôn. Đây ok ha, đây mình sẽ quay toàn thể mặt bằng cho anh em coi. Hiện tại bây giờ là mới vô được 1/3 nha, đang vô bàn để lấy ngày, mấy anh em chỉ lấy ngày thôi, lấy ngày để cho đẹp này. Một tuần sau câu lạc bộ này, một tuần sau nha anh em, một tuần sau sẽ khai trương. Đây là bàn lỗi mình nè, đây bàn lỗi mình nha anh em. Đây mấy anh em bên mình đang chuẩn bị chỉnh đốn bàn đổ lại để chuẩn bị bàn giao cho anh em. Đây khách hàng thích màu đỏ nha, đây phong thủy màu đỏ cho anh em, đây phong thủy màu đỏ cho anh em. Đây, cực kỳ chất lượng. Đây bàn mẫu Vinh 2022 nha anh em. Đây, 5 chân cực kỳ chất lượng luôn anh em ha. Đây. Đây cho anh em cái màu đỏ. Đây là bàn chất lượng loại 1 nha anh em. Đây là bàn chất lượng loại 1 do công ty Pizza Thông Minh sản xuất. Đây bàn bên mình đều có logo hết nha anh em, đều có logo và chất lượng cho anh em ha. Ok, đây là bàn loại 1 của bên mình. Đây hiện tại bây giờ sẽ có hai bàn quăng, đây cho anh em coi bàn quăng nè, sẵn chưa ấy, đây cho anh em coi nè bàn quăng xài sóng sửa nha, đá Hàn Quốc nè anh em thấy không, đá Hàn Quốc nha, vải là vải Siemens 300 nè, thấy không, vải Siemens 300 ha, đá Hàn Quốc. Đây chống cháy nha, bên mình là bàn là một nè, sẽ chống cháy cho anh em nè, mặt trên nè, đây mặt trên nè anh em thấy không, mặt trên nè bo bầu nè, chống cháy nè, chống cháy mặt không luôn nha, mặt trên rồi mặt không luôn nó mới tốt, chứ anh em chống cháy mặt trên không rồi mốt mặt không nó chày rồi nó hư cũng vậy. Chống cháy mặt trên mặt không luôn ha, mặt chân luôn nè, đây chống cháy mặt chân luôn ha, mặt chân sắt y đầy đủ ha, đá này đá Hàn Quốc, gỗ với mình đang sử dụng cho anh em là gỗ nhập nè, đây gỗ mình đang sử dụng cho anh em là gỗ thịt nha, đây gỗ thịt hoàn toàn 100% nha, đây là gỗ nhập của châu Âu nha anh em, đây gỗ nhập của châu Âu ha. Đây còn góc này là đây, góc này là góc nhôm nha anh em, nhôm ha, mạ vàng cho anh em cực kỳ đẹp, nói chung là cực kỳ phong thủy ha. Rồi ớt cái bàn lại luôn đi cho nó xong luôn đi. Đây mấy anh em thợ điện, mấy anh em đang làm điện luôn, nói chung vừa làm điện là vừa làm bàn sẽ tung luôn. Rồi đây, rồi hai bàn băng nha. Hiện tại bây giờ câu lạc bộ này bao gồm 13 bàn, hai bàn băng nè, hai bàn lip nè, tổng cộng 7 bàn lỗ. Đây anh em 7 bàn lỗ nha. Đây lên trước hai bàn lỗ thôi. Ngày mai tiếp tục đây kia và trên lầu. Đây trên lầu hiện tại bây giờ trên đây là sẽ là 3 bàn nha anh em, 3 bàn ha. Đây đầy đủ hàng cho bên mình sản xuất nha. Đây chất lượng hàng là một nha anh em. Đây đảm bảo chất lượng cho anh em, bảo hành cho anh em uy tín trong suốt thời gian anh em kinh doanh nha. Trong suốt thời gian anh em kinh doanh có chuyện gì anh em cứ liên hệ với bên công ty gia đình mình sẽ có người hỗ trợ cho anh em tất cả mọi thứ. Ok ha, bảo hành cho anh em trong suốt thời gian sử dụng luôn, 5 năm 10 năm bao nhiêu cũng được. Ok ha. Đây, nói chung hôm nay chơi vải màu đỏ cực kỳ đẹp nha anh em. Vải màu đỏ, vải của Đà Lạt nha, hàng chính hãng. Ok. Nói chung đây là mẫu hot nhất hiện tại bây giờ bên mình đang cung cấp cho tất cả mọi người. Câu lạc bộ này hiện tại bây giờ ngay chợ Tân Hương nha anh em. Câu lạc bộ là ngay chợ Tân Hương, Tân Phú. Đây, mấy anh em đang kiểm tra lần cuối để chuẩn bị bàn giao cho khách, kiểm tra là xong xuôi hết để bàn giao. Rồi tuần sau khoảng 5 ngày nữa để cho điện đến tất cả mọi thứ xong xuôi hết, bên mình sẽ vào lắp thêm 7 bàn nữa là xong. Ok, đây. Tất cả anh em nhân viên bên mình hết nha. Đây. Nói chung tất cả mọi thứ ok hết nha anh em. Rồi anh em là có nhu cầu bàn pizza, cơ pizza, phụ kiện pizza, vui lòng liên hệ với bên mình ha, Pizza Thông Minh ha. Bên mình chuyên cung cấp bàn pizza, phụ kiện pizza, chất lượng pizza đầy đủ hết cho anh em. Đây bàn ba băng mẫu Vinh 2022 sử dụng đá Hàn Quốc, vải Siemens 300
cao su Pháp, ok ha, cao su Pháp, sưởi hệ thống sưởi Khoe, đá Hàn Quốc, tất cả mọi thứ xịn sò, mẫu Win 2022, ok, đảm bảo cho anh em nha, chất lượng tiêu chuẩn tất cả mọi thứ đảm bảo cho anh em hết nha, 100% anh em cứ yên tâm, cần gì anh em cứ liên hệ với mình, đây, lên thẳng cho anh em hai con luôn, ok, cực kỳ chất lượng ha, rồi. Rồi, xin cảm ơn anh em nha, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Rồi, anh em cần gì anh em cứ comment xuống dưới cho mình nha, mình sẽ review cho anh em coi. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người nha, xin cảm ơn tất cả anh em nào cảm thấy hay anh em cho mình xin một like. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người.